Niềm tin ánh sáng. Niềm tin ánh sáng. Xin chào quý vị thính giả của Studio Cảm Xúc. Vâng, tháng 12 đã đến với rất nhiều ngày lễ hứa hẹn đầy sự thú vị và mới mẻ. Và điều mới mẻ nhất trong Studio Cảm Xúc số thứ tư này là vị chủ nhà già nua của chúng ta thì đã tới muộn. Và có lẽ rằng là trong cái khí hậu lạnh giá như thế này thì những người lớn tuổi thích nằm trong chăn bông hơn là đi làm, đúng không ạ? Đây, xin mời anh Cúc và Hải Vân, xin mời anh ngồi vào đây. Thưa quý vị thính giả, hôm nay Hoàng Lý có đến phòng thu muộn vài phút là vì phải đón một vị khách mời rất là đặc biệt, hiệp sĩ công nghệ thông tin Cúc Hải Vân, và cũng là một người bạn rất là lâu năm của Hoàng Lý rồi. Vâng, em xin được chào anh Cúc Hải Vân. Anh có thể gửi lời chào tới quý vị thính giả của Studio Cảm Xúc ạ. Chào Hoàng Lý, chào Hương Giang và chào tất cả các quý vị thính giả của Studio Cảm Xúc. Vâng, ngày hôm nay khi mà đến phòng thu của chúng tôi thì anh Cúc Hải Vân ăn mặc trông rất là bảnh bao và đẹp trai, chẳng bù cho. Hương Giang nói là cho ai? Có những cái mà không nói ra mọi người cũng sẽ cố gắng tự hiểu, đúng không? Vâng. Nhưng mà hôm nay thì sao Hoàng Lý lại thấy là Hương Giang mặc một cái áo xanh lè để vào phòng thu như này? Trời ơi, có lẽ là chỉ có anh Hoàng Lý mới không biết về cái màu áo xanh này thôi. Trên áo có dòng chữ là thanh niên tình nguyện đây. Anh Cúc Hải Vân thì đã quá quen thuộc với những cái công việc, với những cái kỷ niệm, những cái câu chuyện xoay quanh màu áo xanh tình nguyện, đúng không anh Hải Vân? Thật ra thì tôi đã là một tình nguyện già mất rồi. Hoàng Lý có nhớ rằng là từ khi mà Hoàng Lý vẫn còn đang miệt mài cùng với chúng bạn cấp 3 ấy, thì đã có một cái hình ảnh rất quen thuộc, bạn trẻ tay thì cầm cây gậy trắng, trên vai thì khoác một ba lô đầy những sách là sách. Ý anh Lý là tôi đi bán đồng nát đúng không? Thật sự thì cái hoạt động là lần đầu tiên khi mà tham gia câu lạc bộ tình nguyện trẻ của báo Sinh viên Việt Nam của tôi chính là quyên góp sách. Hồi đấy là tôi mới học hết lớp 9 ở trường Nguyễn Đình Chiểu, 16 tuổi, bắt đầu là phải đi gọi điện thoại. Cứ ai có sách là đến hỏi, gọi bắt đầu từ người quen nhiều, xong gọi đến người quen vừa vừa, rồi thậm chí cả những người mà mới quen cũng gọi luôn, cũng chưa có nhiều mối quan hệ. Cho nên là cứ mạnh dạn chống gậy đi gõ cửa từng nhà thôi. Có những người họ để cho mình giải thích, và có những người thì họ chưa cần mình giải thích gì cả, thì họ đưa tiền luôn, không cần phải mở miệng, không cần phải trình bày gì hết. Vậy thì trong tình huống đó anh Cúc Hải Vân đã phải làm gì ạ? Thì lại thanh minh giải thích thôi, mặc dù người ta bảo thanh minh là thú tội. Đúng là lúc ấy mình cần sách chứ mình không cần tiền. Mục đích của câu lạc bộ tình nguyện trẻ khi mà quyên góp một lượng sách như vậy là để làm gì ạ? À, câu lạc bộ tình nguyện trẻ thì có một cái hoạt động hỗ trợ cho các trường học mà thiếu sách giáo khoa, được báo Sinh viên Việt Nam và báo Khoa học trò là cơ quan bảo trợ, có khá là nhiều các cái thông tin về trường, các cái nơi mà cần sách, và báo Sinh viên Việt Nam cùng với câu lạc bộ sẽ trực tiếp đưa cái số sách đấy đến với những người cần. Và đó là cái hoạt động là đầu tiên mà tôi tham gia. Thật ra cái ấn tượng mà tôi tham gia với câu lạc bộ tình nguyện trẻ thì ở cái hoạt động là trợ giúp trẻ lang thang của tôi. Các anh trợ giúp cho trẻ em lang thang ở khu vực nào ạ? Chúng tôi thường xuyên làm việc với các bạn trẻ lang thang ở khu vực Cầu Long Biên và bãi giữa sông Hồng. Ở đây thì các anh các chị hỗ trợ cho các em về văn hóa, kiến thức để chống bạo hành, và còn hỗ trợ luyện tập cho các em về kỹ năng móc túi nữa. Kỹ năng móc túi, anh Hải Vân nói thế thì luôn làm cho những người làm báo như tôi và Hương Giang rất là tò mò. Thực ra là tôi nói vui vui như thế thôi. Nhưng mà lần đầu tiên mà tôi đến với các em ở Long Biên thì là tôi bị mất tiền, mất nguyên ví. Và tiếp tục những lần sau thì anh có quay trở lại đó nữa không ạ? Có chứ. Mất ví lần sau quay lại thì cũng không hy vọng gì đâu. Tại vì lúc ấy thì cũng không còn ví để mất nữa. Nhưng mà rất may mắn là các em ấy đã trả lại. Quả thật là cái hoạt động trợ giúp cho các em thì thực sự nó đã phát huy tác dụng. Ai trong chúng ta cũng đều biết là các em không có gia đình che chở như vậy, chịu rất là nhiều cái ảnh hưởng xấu của xã hội, thì bản thân cái tính cách của các em cũng có những cái biến đổi. Tình nguyện viên như anh Vân hay như rất nhiều người khác đến với các em, giúp cho cái tâm hồn của các em trở lại cái sự trong sáng của tuổi thơ, đúng không ạ? Vâng, đó là những hoạt động tình nguyện hướng tới cộng đồng. Vậy thì anh Cúc Hải Vân đã có những hoạt động gì để hướng tới chính những đối tượng là những bạn khuyết tật giống như mình ạ? Cái ý tưởng đầu tiên ấy là của bạn Nguyễn Công Hùng, hiệp sĩ công nghệ thông tin năm 2005. Làm thế nào để có thể hỗ trợ cho các bạn khuyết tật khác có cái cơ hội để lập nghiệp ở ngoài này. Tự nhiên trong đầu tôi nghĩ rằng là nếu mà như thế thì tại làm sao không
không thử một lần. Những người khuyết tật mà có thu nhập dù là ít ỏi thôi, góp tiền với nhau lại xong rồi hỗ trợ cho các bạn khuyết tật mà chưa có công việc, chưa có nghề nghiệp, chưa có thu nhập, học một cái nghề gì đấy. Qua đấy thì các bạn ấy có việc làm rồi, các bạn ấy cũng sẽ lại, hy vọng là các bạn ấy sẽ góp phần tiền nào đấy của mình vào cho cái quỹ đấy. Vậy thì cái kết quả đến từ cái ý tưởng ban đầu của những thanh niên trẻ như thế nào ạ? Cảm ơn Hương Giang. Thật sự cho đến thời điểm này, Nghị Lực Sống là một mô hình mà tôi cảm thấy rất là tự hào. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì đã không phải là một trung tâm nho nhỏ với 6 thành viên mà đã thành lập thành một công ty 20 nhân viên. Vâng, Hương Giang cảm thấy rất là bất ngờ khi mà cái mô hình ban đầu với những cái ý tưởng của thanh niên trẻ đã được mở rộng ra như vậy. Nhưng với một lượng nhân viên, với một lượng học viên lớn như thế thì mọi người đã lấy kinh phí từ đâu để có thể duy trì và phát triển trung tâm ạ? Cái phần đóng góp lại đến từ chính các bạn khuyết tật. Mỗi một tháng các bạn hỗ trợ 400.000, 500.000 thôi. Nhưng mà 100 người thì cái con số đấy nó cũng không phải là nhỏ. Và đấy chính là một cái nguồn động lực chính, nguồn động lực quan trọng để duy trì cái hoạt động của Nghị Lực Sống, chứ không phải là nguồn lực đến từ bên ngoài. Mỗi một năm thì Nghị Lực Sống đều mở ra ít nhất là 3 khóa đào tạo, với mỗi một khóa là 20 em. Gần như là 85% các em được đào tạo ra thì đều xin được việc làm ở Hà Nội, còn lại một số các em thì về địa phương, và đấy là cái điều mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Hoàng Lý thì thường giới thiệu anh Hải Vân là hiệp sĩ công nghệ thông tin. Nhắc đến cái danh hiệu hiệp sĩ công nghệ thông tin này thì có lẽ là nhiều người đã biết nó được gắn liền với lại trung tâm tin học tia sáng. Hồi đấy mấy anh em chỉ nghĩ rằng là thôi cố gắng làm sao mở ra một cái nơi để chia sẻ kiến thức về máy tính cho các bạn khiếm thị. Đến năm 2007 thì tính ra là trung tâm tin học tia sáng đã có khoảng hơn 240 lượt học viên đến tham gia sinh hoạt. Thì rất là may mắn là trung tâm tin học tia sáng đã giành được hai cái giải thưởng ICT thắp sáng niềm tin do Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Thông tin Truyền thông cùng tổ chức. Đặc biệt là trung tâm tin học tia sáng rất là tự hào nữa là có hai hiệp sĩ là tôi và anh Phạm Sơn Hà. Khoảng những năm 2004-2005 mà khi tia sáng mới được thành lập thì cái công nghệ thông tin, hay nói cụ thể hơn là một chiếc máy tính mà người khiếm thị có thể sử dụng được, nó còn là một cái khái niệm gì đó rất là xa vời. Người khiếm thị và cả cộng đồng cũng nghĩ rằng là đó là một điều không tưởng. Nhờ có cái kinh nghiệm mà quyên góp sách ấy, sử dụng máy tính ấy, phải tìm đến các cái quán net để cài phần mềm thì nói nó hơi thô một tí là bị mọi người đuổi. Cho đến thời điểm này thì trung tâm tin học tia sáng không còn trực tiếp mở ra những cái lớp đào tạo nữa, nhưng mà những cái sản phẩm hỗ trợ như là các cái script để cài vào chương trình Yo để hỗ trợ đọc tiếng Việt cho đến thời điểm này là vẫn được các bạn khiếm thị ở miền Bắc khá là hoan nghênh. Vâng, Hương Giang được biết rằng trung tâm tia sáng là viên gạch, là hạt giống đầu tiên để anh có những chương trình hướng đến người khiếm thị. Vậy thì sau trung tâm tia sáng, anh còn dự án nào khác hướng đến đối tượng này nữa không ạ? Thật ra thì sau trung tâm tia sáng, tôi có tham gia một dự án khá là dài, và dự án này thì cũng cho tôi rất là nhiều điều tuyệt vời. Có lẽ là nếu có điều kiện tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Đấy là dự án Tâm Hồn Việt Nam. Dự án này là một dự án mà sản xuất sách nói cho người khiếm thị và tạo ra một cái website để người khiếm thị có thể làm các cái công việc như là đọc báo, có thể đăng các cái thông tin và đặc biệt là có thể tham gia một cái diễn đàn mở. Anh Khúc Hải Vân hay Hương Giang thì cũng đang là một sinh viên tình nguyện, và đương nhiên là bên ngoài những cái sức hút về tình cảm bạn bè, đồng đội thì sau khi tham gia tình nguyện có rất nhiều đôi đã đến với nhau, thì không biết là cái sức hút của anh Khúc Hải Vân thì đã được phủ sóng đến cái mức độ nào rồi ạ? Đấy, bây giờ thì tôi mới thấy rằng là ở trong phòng thu này thì chỉ có tôi là đá một sân thôi, còn rõ ràng là lúc đầu vào phòng thu ấy thì bạn Hương Giang tỏ ra là rất là đồng minh với tôi. Thế nhưng bây giờ thì bạn lại đứng ngay về bên phía bạn Hoàng Lý. Trong giới làm tình nguyện thì hay có một câu là anh em ta là môi hở răng lạnh nhưng mà thỉnh thoảng răng hay cắn mồi miếng. Ok. Thật ra thì tôi là một người may mắn. Cái hồi năm 2010 ấy, thì có một bạn tình nguyện viên, cũng giống như là bao nhiêu các bạn tình nguyện viên khác, tham gia vào dự án Tâm Hồn Việt Nam và tham gia vào bộ phận sản xuất sách nói do tôi phụ trách. Bình thường ấy thì tôi cũng rất là quan tâm đến các tình nguyện viên, thỉnh thoảng hay nhắn tin hỏi thăm,
Thế nhưng mà bạn tình nguyện viên này thì bạn ấy đặc biệt là sau khi tôi nhắn tin thì bạn ấy gọi điện. Lần nào cũng thế, thế mà tôi nhắn tin là bạn gọi điện. Và rõ ràng người ta gọi điện cho mình một lần mà mình không gọi điện lại cho người ta thì nó cũng hơi buồn cười. Mình là thủ lĩnh mà, tình nguyện viên họ quan tâm đến mình đến đâu thì mình phải cố gắng quan tâm đến họ đến đấy. Sau khi mà tôi đã rất là cố gắng thì bạn ấy cũng cố gắng không kém, và cứ càng ngày thì cái mức độ cố gắng của chúng tôi nó càng tăng lên. Và cho đến một thời điểm thì chúng tôi nhận ra rằng là cái sự cố gắng ấy nó sẽ đưa chúng tôi đến một cái đám cưới. À đấy nhá, Hương Giang thấy nhá, là có một cái kinh nghiệm đầu tiên là anh Hải Vân đã truyền đạt cho bạn ấy, là khi mà tham gia những chương trình tình nguyện như này, bạn nhắn tin cho ai đó để trao đổi công việc mà người đó gọi điện lại cho bạn thì bạn hãy đặt người đó vào tầm ngắm cao hơn những người khác, đúng không ạ? Tôi đang đồ rằng là trong tương lai anh Hải Vân sẽ chuẩn bị phát kiến ra một cái dịch vụ mới là tình nguyện hỗ trợ hẹn hò đây. Ngày hôm nay thì biết được anh Khúc Hải Vân và những người bạn của mình thì đã triển khai các dự án tình nguyện được hơn 10 năm rồi. Có rất nhiều người họ cảm thấy bất ngờ và lạ lẫm khi mà một người khuyết tật lại đi tham gia tình nguyện chứ không phải là nhận các công tác tình nguyện như thông thường. Khuyết tật mà tham gia vào các hoạt động tình nguyện thì không ít đâu. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng các cái sự ghi nhận của xã hội đối với các hoạt động tham gia tình nguyện của người khuyết tật vẫn phần nhiều là nghiêng về cái phía là hoặc là tò mò làm sao mà họ có thể làm được như vậy, hoặc là ôi dồi ôi khổ thế nhở, sao mà giỏi thế nhở, những cái nó bị như thế mà nó vẫn còn tham gia được như vậy. Đối với người khuyết tật nó vẫn là một loại rào cản. Không biết Hương Giang đã từng tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo chưa? Từ hồi năm 99 này, tôi đã bắt đầu tham gia hiến máu nhân đạo. Cho đến năm 2006 thì nhận được một cái lời từ chối khéo léo của ekip nhận máu. Có một cái quy định hay là có một cái quy chế nào đấy rằng là người khuyết tật thì không được cho máu. Theo tôi được biết thì vẫn còn đang được áp dụng. Mong muốn của những người khuyết tật chúng tôi khi mà tham gia tình nguyện đó, thì rất là đơn giản, là làm sao được chia sẻ một cái phần sức lực của mình, làm sao mà được chia sẻ một cái phần thời gian của mình cho một cái hoạt động mà chúng tôi cho rằng là hoạt động đấy có ý nghĩa. Cái rào cản giữa người khuyết tật và cộng đồng ấy, chắc chắn là nó có, nhưng mà cái quan trọng chúng ta cùng nhau thu hẹp cái rào cản đấy là nhỏ nhất. Một cái hy vọng rằng là năm sau nữa các bạn khuyết tật sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện, tham gia các hoạt động xã hội một cách tích cực hơn, và quan trọng hơn là cộng đồng hãy ghi nhận cái thành quả chứ không đánh giá cái thành quả qua cái tình trạng khuyết tật này. Hương Giang hoàn toàn đồng cảm với những cái suy nghĩ, với những cái cảm nhận của anh Khúc Hải Vân khi mà tham gia tình nguyện. Bản thân Hương Giang khi mà tới với các chương trình phong trào tình nguyện của các bạn sinh viên bây giờ thì thấy rằng đa phần đối tượng mà các chương trình tình nguyện hướng tới là những người khuyết tật. Vì vậy bản thân chúng ta khi tham gia vào những chương trình này dễ chia sẻ và tập huấn những cái kỹ năng cơ bản cho các bạn sinh viên, để những cái phong trào thanh niên tình nguyện bây giờ không chỉ mang tính chất là chúng ta mang tới cho cộng đồng cái sức trẻ của mình nữa, mà chúng ta hỗ trợ một cách đúng đắn cho các phong trào thanh niên tình nguyện, mang lại những cái hiệu quả thực sự cho cộng đồng. Có đúng không anh Hải Vân? Tôi thấy đúng là những người họ chung sở thích thì khi họ ngồi với nhau thì họ quên tất cả mọi người xung quanh. Ý là đang nhắc tôi với Hương Giang là quên mất sự hiện diện của anh đúng không ạ? Không phải là tôi nhắc nhở hai người là quên mất sự hiện diện của tôi, mà ý tôi muốn nhắc nhở là thời lượng dành cho chúng ta thì cũng sắp hết rồi. Anh Khúc Hải Vân sẽ có một cái chia sẻ nào đó đối với các quý vị thính giả đang nghe Studio Cảm Xúc. Tôi chỉ muốn gửi một lời chúc tới các bạn trong một cái tháng rất là đặc biệt, một cái tháng mà có 3 cái ngày mà có cái sự liên hệ với nhau. Ngày mùng 1 tháng 12 là ngày dành cho những người có hát. Ngày mùng 3 tháng 12 là ngày người khuyết tật thế giới. Ngày mùng 5 tháng 12 là ngày quốc tế tình nguyện. Có cái sự liên hệ này là bởi vì sao? Như là người có hát hay người khuyết tật, theo như quan niệm xã hội là những đối tượng cần được trợ giúp, cần được thụ hưởng. Và cái đối tượng người tình nguyện hỗ trợ cho hai cái đối tượng này. Tuy nhiên thì theo tôi cái quan niệm đó nó không hoàn toàn chính xác. Cái mối liên kết ở đây sẽ là một cái mối liên kết cùng cho và cùng nhận. Vậy thì cái lời chúc của tôi ngày hôm nay dành cho mọi người là hãy làm sao chia sẻ, cởi mở cái tấm lòng của mình để chúng ta đều có mỗi ngày là một ngày vui.
Cảm ơn anh Khúc Hải Vân, những lời anh vừa chia sẻ với quý vị thính giả cũng chính là những lời chúc tốt đẹp nhất mà Studio Cảm Xúc muốn gửi tới những người đang tham gia công tác tình nguyện. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ không còn sự phân biệt đâu là những người tham gia công tác tình nguyện khuyết tật, đâu là những người tham gia công tác tình nguyện không khuyết tật nữa, mà chúng ta sẽ cùng nhau chung tay mang lại những lợi ích tốt đẹp nhất tới cho cộng đồng. Và vâng, thưa quý vị thính giả, Studio Cảm Xúc sẽ được lên sóng đều đặn vào chủ nhật tuần đầu tiên hàng tháng. Studio Cảm Xúc với Hương Giang và Hoàng Lý. Xin chào và hẹn.